Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và sau đây là tin tức Phương Trinh Jolie ngực đầy gợi cảm đi sự kiện. Nữ diễn viên mặc áo crop top sẽ cổ sau dự buổi họp báo giới thiệu chương trình mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương Trinh Jolie rạng rỡ tới buổi công bố cuộc thi Sau Nói Ngôi nhằm mục đích giữ gìn nghệ thuật cải lương tuồng cổ chiều ngày 24 tây tháng 5. Trang phục sẽ cổ sau làm lộ một phần gò bồng đảo của nữ diễn viên. Cô tự tin khoe cả vòng hai với thiết kế crop top. Ca sĩ Nguyên Vũ diện áo dài nho nhã dự sự kiện, anh sẽ làm MC của chương trình Sao Nói Ngôi. Diễn viên Linh Tý hạnh phúc bên vợ và con gái. Linh Tý là con trai của nghệ sĩ cải lương Linh Tâm, anh được bố ủng hộ tham gia cuộc thi hát cải lương. Nghệ sĩ Kim Tử Long tình cảm bên đàn em bình tinh. Phi Nhung động viên con gái nuôi Phạm Thiên Ngân tự tin đi thi hát. Ca sĩ Hồng Phượng diện áo dài đi cùng mẹ là nghệ sĩ Hồng Nhung. Ca sĩ trẻ Hoàng Anh Kiệt, con trai vợ chồng nghệ sĩ Hoài Thanh đạo diễn Đỗ Quyên, cũng là thí sinh của cuộc thi năm nay. Diễn viên Lê Lộc đang thi show 2 đấu trường Thiếu Lâm, vẫn cố gắng thử sức với cả bộ môn cải lương. Ca sĩ Thái Châu làm giám khảo cuộc thi này. Nghệ sĩ Nhân Dân Bạch Tuyết hào hứng khi được mời cầm trịch chương trình tôn vinh nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!